Sau đó, chúng lại chuyển tiếp vào những kẻ săn mồi lớn hơn như mực và cá lớn. Hay thậm chí những con này lại bị những con cá lớn khác ăn thịt. Vì thế, phân tử phát quang này có thể sẽ chuyển từ con mồi sang kẻ săn mồi và sau đó là toàn bộ cộng đồng sinh vật sống dưới biển sâu. Đó là một giả thuyết có tính thuyết phục vì ánh sáng được tạo ra bởi những sinh vật nhỏ nhất của đại dương có thể là nguồn ánh sáng cơ bản của những màn trình diễn ánh sáng ngọn ngục dưới biển. Chức năng quan trọng của phát quang sinh vật có thể rất đa dạng. Một số sử dụng để hăm dọa kẻ thù, số khác để lẩn trốn kẻ thù hoặc kêu gọi sự giúp đỡ. Nhưng ý nghĩa của khi chuyến thám hiểm này gần khép lại, nhóm nghiên cứu chuẩn bị chuyến đi tiếp theo để chứng kiến một sự kiện đặc biệt khác lạ.